Miền quê Đông Bắc thân mến, chào lại quý vị khán giả nhé. Đúng như lời hứa thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái clip này. Mình sẽ sử dụng cho bộ âm thanh nhé, cái bộ sao cạc này, và mình sẽ sử dụng nó để làm một cái effect để hát karaoke ra dàn âm thanh lớn nhé các bạn nhé. Ở đây hiện giờ thì mình đang sử dụng cái bàn cổ này. Đây là bàn cổ nhé, dành cho hội trường. Còn bên dưới này là cục công suất do mình tự thiết kế và ráp luôn. Và ở đây là cũng một dàn âm thanh cho mình để hát chơi thôi. Đây nó sử dụng hai loa full, công suất rất là lớn luôn, và một súp hầm. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tiến hành chúng ta sử dụng để cho các bạn biết là sử dụng cái sao cạc này cho bộ dàn âm thanh này sẽ nói thế nào nhé. Các bạn sẽ cùng theo dõi mình nhé. Thì với chiếc sao cạc này thì các bạn có thể biết rằng là nó có 72 cái chế độ. 72 cái chế độ để chúng ta hát ấy, thì nó sẽ điều chỉnh qua cái von này. Đấy, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái chức năng của nó và cái effect để nó ra một dàn âm thanh để chúng ta hát karaoke chuyên nghiệp các bạn nhé. Hát nó sẽ rất là hay luôn, cái bộ này nó hỗ trợ rất là nhiều cái tiếng ấy để hỗ trợ mình hát karaoke nó hay lên giọng hơn. Sau đây các bạn cùng mình theo dõi nhé, để chúng ta cùng làm nhé. Đây các bạn có thể thấy là bộ sao cạc này chúng ta sẽ sử dụng như sau. Cái đường nó ra tai nghe nhé các bạn nhé. Tai nghe bình thường các bạn cắm vào tai nghe, cái đường ra, các bạn để ý không ạ? Cái đường ra nhé, các bạn sẽ ghim cái dây 3.5 này vào chuyển đổi nhé, vào ngõ chuyển đổi. Chúng ta sẽ ghim vào bên nào cũng được, bên A cũng được, bên B cũng được nhé các bạn nhé. Tại vì mic này nó chúng ta có thể hát song ca được. Đối với cái bộ này thì hai người có thể đeo tai nghe cùng một lúc, thì chúng ta lấy cổng nào thì tăng cổng đấy nhé. Và bên dưới phần đẩy công suất thì chúng ta sẽ cắm vào vế A1, vế B1 nhé các bạn nhé. Vế A1, vế B1 đi. Đấy là ghim vào, ghim cho chắc vào nhé các bạn nhé. Đây, vế A và vế B. Vế A, vế B nhé. Còn về phần đường dây loa ra đây mình đã câu ra đây rồi. Đây nó chỉ là một cái đẩy công suất thôi nhé các bạn nhé. Đấy, và ở trên bàn này thì mình sẽ thảo qua một cái số chức năng của nó. Đây như các bạn có thể thấy ở đây là cái đường cấp nhạc vào nhé các bạn nhé. Đường cấp nhạc cũng cắm như mọi lần thôi, chắc các bác mua thì các bác cũng biết rồi. Đấy, chúng ta lấy cái đường nhạc vào. Còn các cái nút còn lại thì nếu các bác có jack to thì các bác có lấy ra cũng được, nhưng mà bình thường rồi cứ lấy ra cái đường này nó tiện nhất. Còn đây là cái mic nhé các bạn nhé. Đây các bác có để ý, nó ở đây nó có cái kiểu là cái đàn này, nó cũng chức năng như một cái mic thôi, để chúng ta tăng đường gain ở đây lên như nhau hết này. Đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện vào, sẽ để thử các cái chức năng của nó. Mọi người cùng theo dõi nhé. Đây, và sau khi mình đã cắm nguồn vào rồi thì các bác lưu ý nhé, chúng ta dùng cái mic thường như thế này này. Chúng ta dùng cái mic thường mà không phải mic livestream. Mic này mic rẻ tiền, nó có 100k thôi. Thì chúng ta không cần phải bật cái nguồn 48 này lên nữa nhé các bác nhé. Bật cũng được mà không bật cũng được, không sao. Chúng ta tắt đi. Đấy, và các cái chức năng còn lại các bác bật hết đi, tại vì là ở đây nó gồm có là đường mic này và đường out là chúng ta phải bật lên. Và các cái phím chỉnh thì các bác chỉnh theo tùy ý tai nghe các bác thôi. Còn các bác cắm vào, ví dụ cắm cái đường mic vào ổ cổng số 1 này thì các bác cứ tăng cái cổng số 1 này lên. Để chúng ta tăng vừa phải thôi, khi nào chúng ta chỉnh theo chúng ta cảm nhận chúng ta nghe, khi nào nó vừa rồi thì các bác thôi nhé các bác nhé. Đấy, các chức năng nó đơn giản thôi. Ở đây trong clip này thì mình muốn nói đến ấy, là chúng ta sử dụng cái bàn nhỏ con này. Nhưng mà nhỏ nó cũng có võ đấy các bác ạ. Nó rất là hay luôn, để hỗ trợ chúng ta hát karaoke rất là hay luôn. Và sau đây thì mình sẽ để máy ổn định lại, và sau đó là chúng ta sẽ test thử từng chế độ một nhé các bác nhé. Đây. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử từng chế độ nhé. Đây nha, bây giờ mình sẽ thử với nhạc trước nha các bạn nhé, qua cái bộ này luôn nhé. Bây giờ mình sẽ cho nhạc vào này. Đây các bác có tăng cái nút này lên nó nhạc nhé. To hay nhỏ là các bác nên nhớ là to hay nhỏ là các bác điều chỉnh nhé. Đấy, to lên này. Đấy, cái này là cái nhạc nha các bác nhé. Cái nút này là nút tăng nhạc này các bác phải để ý này. Nút 1 là nút tăng nhạc ở đây này.
Cái game Mark Min này là của số 1 này là cũng là tăng nhạc nhá. Còn bên lời thì các bác cắm vào cổng nào các bác tăng lời đấy. Bây giờ em sẽ thử alo nhé. Em giảm nhạc để alo thử nào. Alo. 1. Đây là mình đang dùng cái chế độ 24 nhá, bây giờ mình sẽ đổi nè. Các bác đeo tai nghe vào nhá thì mới ra được cái tiếng âm thanh nó như nào nhá. Alo. Alo. Đấy, nó có mỗi một cái chế độ nó riêng của nó nhá. Đây là em sẽ thử về số 23 này. Đấy các bác, sau khi các bác quay được xoay thì nó nháy thì các bác cứ nhấn xuống cái. Alo. 2 6 7 1 2 3 4. Các bác nghe cái tiếng dì vợt của nó đúng không ạ? Cái tiếng dì vợt của nó các bác phải nghe, đeo tai nghe vào các bác nghe được nhá. Cái tiếng dì vợt của nó rất là hay luôn. Đấy là mình sẽ chuyển về chế độ 22 này. Alo. 1 2 3 4 5 6. Alo. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều chế độ nhé các bác. Mà khi chúng ta cắm vào các bác sử dụng chế độ nào thì chúng ta dùng cái chế độ đấy. Nhưng mà mình thì thường mình hát ở chế độ 24 thôi. Còn bây giờ mình sẽ thử cái chế độ 20 này. Đây số 20 đây các bác nhé. Đây trên cái bàn này số 20 này. Đấy các bác có thể nhìn thấy số 20 nhé các bác nhé. Nó ngược, mình quay bằng cam trước, mình tự thực hiện clip nên là nó cũng không có người quay cho nên là rất là khó để thực hiện. Hãy thử nhé. Alo. 2 2 6 6 6. Rất là ok đúng không các bác? Rất là ok, cái tiếng nó hỗ trợ ra dàn ngoài nó hát rất là hay luôn. Nhưng mà do là các bác từng đôi tai các bác có 72 chế độ đây là các bác. Chúng ta sẽ tự điều chỉnh theo theo cái điệu nhạc này để chúng ta làm sao mà phối ghép cho nó sử dụng như một cái bàn mixer luôn đấy các bác nhé. Ở đây nó có hay một cái nữa là cái nút này này. Lúc này các bác bật lên là khi chúng ta nói chuyện ấy thì nó là chế độ MC. Khi chúng ta nói thì nhạc nó nhỏ đi, mà khi chúng ta không nói thì nhạc nó tự to nhé. Cái này nó tự tự đảo đây, nhưng mình không dùng thì mình không phải làm MC siếc gì nên mình không dùng nên mình tắt cái này đi. Còn nguồn 48V này thì chúng ta dùng mic thường hay mic không dây chúng ta cho đây đều chúng ta không cần bật nhé, trừ khi cái mic thu của nó là có jack Canon ở đây chúng ta mới phải bật cái nguồn 48V lên. Đây bật lên cũng không sao, nó vẫn nói được. Hey. Hey, xấu xấu. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta tắt đi để nó giảm cái tiếng khè, giảm cái tiếng ù khè đi. Rồi bây giờ sẽ kiểm lại một lần nữa nhạc nhé các bác nhé. Đây rất là ok luôn các bác, rất là ok luôn. Nhạc bây giờ làm nó khó lắm, bây giờ mà mình chỉ cần hơi một tí thôi thì YouTube nó đánh bản quyền nhạc luôn. Đấy các bác có thể dùng cái này ra âm ly cũng được, nếu mà cái nhà các bác có một cái cục âm ly mà chúng ta dùng cái này effect cho nó thay cho như một cái vang hoặc là như một cái bàn mixer cũng được này. Đấy, chúng ta chủ yếu là lấy các cái chế độ hỗ trợ 72 chế độ này để mà hỗ trợ cho dàn karaoke thôi, chứ không phải là nó không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta có đẩy cũng được, mà chúng ta có âm ly chúng ta cũng thể phối ghép với cái sao card này được, hát hỗ trợ hát rất là hay các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ thử một đoạn nhạc để các bác cùng chúng ta cùng nghe xem nhé. Các bác nhớ đeo tai nghe vào nhé. Nào bây giờ các bác thì cùng em làm một đoạn nhẹ thôi nhé các bác nhé, để tại vì các bác cũng biết là làm YouTube thì nhạc rất là khó. Rồi em sẽ thử một một đoạn đấy các bác nhé. Mình sẽ hát chế độ 24 nhá. Tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bóng trong đàn
đất vật cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu em Diêm Điền, rừng Phí Lao gió em đi tắm mát về bãi biết Đồng Châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã băng cầu, đưa em về Đồng Khói. Anh thương em ơi nói. Rất là tuyệt vời phải không quý vị ơi? Alo, alo, 667, alo. Vâng, vừa rồi mình thử một đoạn như thế này thôi. Tại vì các bác cũng biết rồi, làm YouTube thì nó rất là khó để mà có nhạc vào đấy, thì nó sẽ bị bản quyền âm thanh ấy. Vừa đến đây thì mình cũng chúc các bác nhé. Các bác mà sử dụng có cái bộ này rồi thì chúng ta sẽ sử dụng nó như một cái effect rời thay thế để chúng ta hỗ trợ để mà hát karaoke ấy, để nó sẽ được hay hơn. Và qua đây thì mình với Đông Bắc cũng mong muốn là toàn thể quý vị, nếu quý vị ủng hộ và thân mến với mình thì hãy để lại cho mình một lần đăng ký kênh để đón xem miễn phí toàn bộ video trên kênh Miền Quê Đông Bắc luôn nhé. Và hơn đây một lần nữa, Miền Quê Đông Bắc xin thân ái chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại ở clip sau. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.